Hello, xin chào anh em. Ngủ đến giờ mới dậy. Hôm nay làm clip test cả đêm qua về vấn đề gỡ domain. Sáng nay có một bạn cho mới kỳ khá là hay. Thì hôm nay mình sẽ làm clip gỡ domain trong BM chết ra cho các bạn. Với dạo này nó bắt các bạn phải xác minh domain với BM và cái việc các bạn phải cài 8 cái hành động trên Pixel thì các bạn mới chạy quảng cáo được, mà mỗi lần các bạn chết thì các bạn sẽ không thể gỡ ra được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fix đó. Thì ở đây mình sẽ có một cái con BM có tên miền này này. Đó, tên miền này này. Và mình sẽ gỡ. Các bạn sẽ gặp lỗi này đúng không ạ? Thì chắc chắn các bạn sẽ gặp lỗi này. Thì ở đây khi nó yêu cầu gỡ thì phải vào trình cần để thực hiện như thế này. Thì ở đây mình sẽ có cái link. Cái link này mình sẽ để trên video cho các bạn. Và các bạn nên nhớ là khi bạn muốn cài con BM thì các bạn sẽ thay hai cái chỗ này nha. Hai cái đi. Đó, hai cái đi của nó đây. Đó, ok, mình sẽ làm lại cho bạn xem. Ok, khi bạn vào như vậy thì bạn sẽ bị dính như này đúng không ạ? Thì bạn sẽ vẫn bỏ qua này. Vẫn nó F12 này, này. Kiểm tra này. Đó, bạn sẽ thấy nó này. Xóa này. Chúng ta sẽ xóa toàn bộ những dòng deep này đi. Đó, ok bạn. Được chưa? Đấy, để xóa lại này là hết rồi nhá. Quay ngược lại này. Rồi, các bạn thấy không ạ? Các bạn đã có thể kích được rồi này. Đấy, bạn để kích trong đây này. Đấy, anh em ạ. Bạn để xóa này. Đấy, đây này. Ok. Áp dụng này. Đó. Nó sẽ áp dụng trong vòng 72 giờ. Ok bạn. Thì ở đây đã xóa xong rồi nhá, cái được sự kiện trong 72 giờ. Chúng ta sẽ quay về đây thử gỡ xem được không hay là chờ 72 giờ. Đó, bạn nhớ ạ. Đã 5 này. Đó, bạn gỡ, ok, xong, rất là đơn giản, tìm gỡ tên miền rất là đơn giản. Chúc các bạn thành công và mong các bạn luôn ủng hộ Nhân Việt Media Education. Nhớ subscribe và ấn chuông để xem những quả là những cái clip livestream của mình cộng với những cái clip tutorial mới dành cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chúc các bạn thành công trong việc gỡ domain trên BM chết. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.